tác phẩm ba người lính ngự lâm tác giả alexander dumas nhà xuất bản thời đại ấn hành người đọc bá trung lời giới thiệu khi dumas cho xuất bản cuốn ba người lính ngự lâm có thể ông tin rằng cuốn tiểu thuyết này sẽ đem lại sự thành công rực rỡ nhưng chắc chắn là ông không thể ngờ được là thế kỷ thứ 20 này của chúng ta, độc giả ở mọi lứa tuổi và ở mọi tầng lớp vẫn say sưa đọc những cuộc phiêu lưu mạo hiểm của bốn vị anh hùng của ông. Toàn thế giới đều biết đến những phóng tác lên sân khấu và lên phim ảnh, cũng như biết đến tên tuổi vẻ vang của Atos, Porthos, Aramis và D'Artagnan. Dumas không phải người đầu tiên viết tiểu thuyết lịch sử. Ông đã theo dõi Thấy các độc giả thời bấy giờ đều ham thích loại tiểu thuyết dựa vào lịch sử xuất phát từ bên nước Anh. Walter Scott trong suốt đời mình đã viết rất nhiều tiểu thuyết dựa vào lịch sử và đã có được những thành công rực rỡ. Ivanhoe, Quentin Rodger Rodgerlet tiếng vang đến tận nước Nga xa xôi và Pushkin đã viết lên sự say mê khi đọc Scott như sau. Cái thú vị trong khi đọc những tiểu thuyết của Walter Scott là chúng ta thấy được thời kỳ quá khứ không phải qua những thể văn dài dòng kiểu cách của những bi kịch pháp cũng không phải qua những câu văn đạo mạo của lịch sử mà lại là qua những sinh hoạt thường ngày phương thức làm sống lại cả một thời kỳ xa xưa bằng cách tạo ra cho một hoàn cảnh ngay cả đến những văn sĩ nghiêm chỉnh như augustin thierry Mislé, guizot cũng đã cố gắng điều hòa với sự đảm bảo của sự kiện lịch sử đó là quan điểm tiểu thuyết hóa lịch sử. Chính trong cảm hứng đó mà Alexander Dumas đã có được những thành công ban đầu và danh tiếng của ông rất vững vàng. Lúc đó, ông mới 42 tuổi. Alexander Dumas sinh trưởng ở Villecotret, cha ông xuất thân ở Saint-Domingue và đã từ chối tước hiệu hầu tước David de la Petrie để lấy tên họ mẹ là Cécette Dumas một cô gái nô lệ được ông chủ lấy làm vợ. Cha Alexandre Dumas tổng quân như một người lính thường trong những đạo quân Cộng Hòa và đã trở thành một người bạn chiến đấu trung thành của Napoleon Bonaparte ở bên Ý. Vì trung thành với những tôn chỉ Cộng Hòa, ông không chịu công nhận một đế chế và rơi vào tình trạng bị bỏ lửng. Ông mất trong cảnh nghèo nàn nhưng danh giá. Alexander Dumas lớn lên như một cái mầm hoang dại và hiểu biết rất ít. Ông đến Paris vào năm 1822 và nhờ được sự bảo trợ của tướng Foy, ông được vào làm như một tham tá trong ban thư ký của quận công Orléans với số lương 1.200 franc. Những thời gian rỗi rãi, ông say mê đọc kinh của Shakespeare, Goethe và Sile. Lịch sử hấp dẫn ông và ông lao vào nghiên cứu lịch sử. Tới năm 1832, ông đã cho xuất bản trên các tờ nhật báo những tấn kịch lịch sử Isabelle de Bavie, nhà trưởng gia de Gang, nữ ba tước de Salibuari, những bài về tiểu sử của Napoleon mà ông rất thán phục, không tỏ vẻ gì là thù hẳn cá nhân. Đến năm 1844, ông cho xuất bản liền một lúc hai tác phẩm, Louis thứ 14 với thế kỷ của chúng ta và cuốn Ba người lính ngự lâm. Cuốn Ba người lính ngự lâm đem lại thành công to lớn và khuyến khích ông viết tiếp theo những cuốn 20 năm sau và Tự tước Brajalont. Cuốn Ba người lính ngự lâm in thành tiểu thuyết trên tờ báo hàng ngày Thế kỷ từ 14 tháng 3 đến 14 tháng 7 năm 1844. Sau đó lập tức được xuất bản thành 8 cuốn. Do thuật in sách kéo dài tối đa thì được trả công mỗi dòng 3 franc, giá cao hồi đó. Cho nên ta thấy có những câu nói chuyện chỉ có một chữ trên một dòng và có một đoạn hai dòng chỉ là một câu. Trước thắng lợi đạt được về cuốn tiểu thuyết đó, tác giả nảy ra ý kiến tận dụng nó bằng cách rút ra một vở kịch năm hồi 12 cảnh ở Xanh Mắc Tanh, lấy tên là Thời Thanh Niên của những người lính ngự lâm vào năm 1849. Danh từ lính ngự lâm đã đem lại cho ông nhiều may mắn, cho nên đến năm 1853, ông cho xuất bản một tờ báo hàng ngày lấy tên là Lính Ngự Lâm nhưng chỉ tồn tại được có 4 năm. Ngày nay, chỉ có cuốn tiểu thuyết là còn tồn tại, nhưng cũng đủ mang lại thanh danh quốc tế cho Duma, mặc dù có đoạn ông còn viết tồi hoặc có những câu sai văn phạm nữa. Duma đã tạo nên được những nhân vật bất tử, chứa danh vì những đức tính cao đẹp và đã trở thành tượng trưng cho lòng can đảm và sự khoa trương những nét độc đáo của người lính Pháp. Ông đã tạo nên được những anh hùng trong lịch sử hiện thực hơn cả bản chất Ông tưởng tượng phong phú của ông đã biến chuyện lịch sử thành sự thật đẹp đẽ và sinh động. Người ta tìm thấy trong câu chuyện sức mạnh đặc biệt của một thần đồng. Misle đã viết cho ông một sự náo nhiệt hấp dẫn khích động toàn bộ cuốn truyện, vô cục chặt chẽ lôi cuốn độc giả vào trong cơn lốc của những cuộc phiêu lưu mạo hiểm và giữ cho độc giả hồi hộp đến phút chót. Những nhân vật anh hùng của ông cũng lực lưỡng như ông có một nghị lực hoang dã và một sự can đảm trong bất kỳ trường hợp nào. Đó là sự đóng góp lớn lao và độc nhất của Ma Một Ba món quà của Ngài Đắc Ta Nhân Cha Ngày thứ hai đầu tiên của tháng tư năm 1625, thị trấn Mông, nơi quê hương của tác giả cuốn tiểu thuyết Hoa Hồng bị náo động cứ như là bị bọn tân giáo đến làm một cuộc cách mạng thứ hai ở La Roche. Nhiều người thường dân thấy phụ nữ chạy trốn từ phố đường cái lớn, thấy trẻ con kêu oai oái ở trên các bậc cửa, vội quá khoác áo giáp vào lưng, vớ vội lấy hoặc khẩu súng hỏa mai, hoặc một cái giáo dài rồi chạy đến quán người thợ say. Trước cửa quán, dần dần đã tập trung đông đặc một đám người huyên náo và tò mò. Vào thời kỳ đó, những cuộc huyên náo là thường xuyên và rất ít ngày mà tỉnh này hoặc tỉnh nọ không ghi lại những sự kiện đại loại như vậy. Các vị chúa đất gây gỗ lẫn nhau, hoặc đức vua gây chiến với đức giáo chủ, hoặc Tây Ban Nha gây chiến với đức vua. Thế rồi, ngoài các cuộc chiến tranh ấy, ẩm ý hay công khai, bí mật hay độ liễu, lại còn những tên trộm cắp, ăn mày, những người tân giáo, những con chó sói và những người đầy tớ, chúng gây chiến với tất cả mọi người. Những người dân chúng luôn luôn phải vũ trang để chống lại những tên ăn trộm, những con chó sói, những người đầy tớ, nhiều khi cũng chống lại các vị chúa đất và những người tân giáo, đôi khi chống lại đức vua, nhưng không bao giờ chống lại đức giáo chủ và người Tây Ban Nha cả. Do thói quen đó cho nên, như đã nói ở trên, hôm thứ hai đầu tháng tư năm 1625, công chúng nghe thấy tiếng ồn ào đều đổ xô về phía quán người thợ say. Tới đây, mọi người thấy rõ nguyên nhân của sự huyên náo đó một chàng thanh niên. Ta hãy tả chân thành một mạch. Ta hãy tưởng tượng một đông kia sốt mới 18 tuổi. Một đông kia sốt không áo giáp dài, không la chán đùi. Mình mặc một áo chẽn bằng len màu xanh nhưng đã biến thành một màu khó tả. Màu rượu chát xanh ra trời. Mặt dài, nước da nâu, đôi gò má cao, dấu hiệu của một con người có mánh lưới. Bắp thịt hai bên quay hàm nổi lên đổ sổ, làm cho người ta nhận ra ngay anh là người xứ gắt công, không cần có chiếc mũ nổi. Huống hồ chàng thanh niên của chúng ta lại có đội một chiếc mũ nổi trang điểm một cái lông chim. Cả mắt mở to, nếu là một người lớn thì hơi nhỏ quá, nếu là một thiếu niên thì lại hơi lớn quá. Một con mắt tinh đời sẽ cho cậu ta là con trai một người chủ trại. Nếu cậu ta không đeo một thanh gươm dài lụng lẳng ở cái bao da bên cạnh sườn, nó đập vào chân khi cậu ta xuống ngựa. Vì cậu ta cưỡi một con ngựa, và con ngựa đó lại càng làm cho người ta phải chú ý đến. Đó là một con ngựa nhỏ, giống Berkner, tuổi độ 12 đến 14, lông da màu vàng, không có lông ở đuôi nhưng không phải là không có bướu ở cẳng chân. Con ngựa bước đi đầu cúi thấp hơn đầu gối, và như vậy mỗi ngày còn có thể đi được tám dặm. Khốn thay, những đức tính của con ngựa lại được giấu kín dưới bộ lông lạ lùng, và cái dáng đi bất lịch sự đó trong cái thời đại mà người ta rất am hiểu về ngựa làm cho mọi người có ác cảm với nó mặc dù nó chỉ mới bước chân đến cái xứ sở này mới chừng được 15 phút từ ác cảm với ngựa người ta ác cảm lây đến cả chủ nó và chính cái ác cảm đó lại càng nặng nề hơn khi cậu thanh niên đắt tay nhăng tiếp nhận con ngựa đó từ tay người cha thân yêu vì cậu là một kỹ sư có tài và cậu cũng chẳng lạ gì con ngựa đó không đáng giá hai mươi livres sự thật là món quà đó được đưa ra và những lời lẽ quý báu của vị cha già. Con ơi, con ngựa chính tông Nơ này, ngay cả vua Tri đệ tứ cũng không dám đem bán nó đi. Nó đã được sinh trưởng 13 năm dòng ở trong nhà của bố con, chỉ điều đó cũng đủ làm cho con phải yêu mến nó. Đừng có bao giờ bán nó đi, con hãy để cho nó được chết già một cách yên tĩnh, và nếu con có đem theo nó ra trận, con nên gượng nhẹ nó như đối với người đầy tớ già ấy nhé đến triều đình ông bố già nói tiếp nếu như con có vinh dự được đến triều đình cái vinh dự đó con có quyền được hưởng vì dòng dõi quý tộc lâu đời của nhà ta con phải phục vụ triều đình sao cho xứng đáng vì dòng họ nhà ta đã từng phục vụ xứng đáng từ hơn 500 năm nay các con con và bạn con chỉ được phục vụ có đức giáo chủ và đức vua ngày nay một người quý tộc xây dựng được sự nghiệp của mình chỉ độc nhất bằng một con đường đó là lòng dũng cảm con đã nghe rõ chưa? Kẻ nào chỉ run tay trong một giây Là có thể bỏ lỡ mất cái mồi sự nghiệp Vì lẽ ra chính trong cái giây phút đó Sự nghiệp đã đến với mình rồi Con còn trẻ Con phải dũng cảm Vì hai lý do Cái thứ nhất Con là người xứ gắt công Cái thứ hai Con là con của bố Con không được sợ những thở cực thầy cơ Và phải đi tìm những cuộc mạo hiểm Ta đã dạy con sử dụng thanh gươm Con đã có một cặp chân sắt Một cổ tay thép con phải chiến đấu trong bất kỳ trường hợp nào. Hãy chiến đấu đi con. Những cuộc đọ gươm bây giờ bị cấm, như vậy là càng cần phải đọ gươm, vì như thế chứng tỏ hai lần can đảm. Con ơi, bố chỉ có thể cho con 15 đồng ê quy, con ngựa của bố, và những lời khuyên nhủ đó thôi. Mẹ con sẽ cho thêm con một thứ cao dán của người Bohemian, có đặc tính làm lành mọi vết thương nếu không bị vỏ tim. Con hãy tận dụng tất cả các cái đó và chúc con được mọi sự may mắn. À, bố còn thêm điều này nữa. Bố muốn nói về ông The Trevi, một người láng giềng xưa kia của nhà ta, đã có vinh dự hồi còn thơ ấu được đùa nghịch với đức vua Louis thứ 13. Nhiều khi hai người còn đánh nhau, và trong những trận đánh nhau đó không phải đức vua lúc nào cũng là kẻ mạnh. Những đòn dáng nhận được của ông Trevi làm cho đức vua có cảm tình sâu sắc với ông ta. Sau này ông Trevi còn chiến đấu 5 lần với những người khác trong chuyến đi đầu tiên đến Paris của ông. 7 lần, không kể những cuộc chiến tranh, kể từ khi Đức Vua mất đi đến nay có thể là hàng trăm lần. Vì thế, mặc dù những sắc lệnh, những chiếu chỉ, những cuộc bắt bớ, ngày nay ông là đại úy ngự lâm quân, nghĩa là thủ trưởng của một đoàn vệ binh mà Đức Vua phải coi trọng, Đức Giáo Chủ phải coi gần. Con người đó không hề có gờm ai bao giờ. Hơn nữa, ông Trê vi lĩnh lương hàng năm một vạn đồng ê quy. vậy là một vị chúa công rất có thế lực ông ta lúc bắt đầu cũng chỉ như con thôi con hãy đến thăm ông cùng với bức thư này con hãy noi gương ông để rồi sau này sẽ có thể được như thế nói xong ngài đã tay nhăng cha tự tay buộc vào thắt lưng con thanh gươm của mình rồi ôm hôn con thắm thiết lên hai má ra khỏi buồng cha Chàng thanh niên bước vào phòng mẹ, bà đang buồn chồn đợi con trai. Cuộc từ biệt ở đây lâu và thắm thiết hơn ở buồng bên kia. Không phải vì ông già không thương cậu con trai độc nhất của ông, mà vì ông là đàn ông, ông không muốn bị xúc động, lôi cuốn theo kiểu nhi nữ thường tình. Còn bà mẹ là một phụ nữ, hơn nữa lại là một người mẹ. Bà ta khóc sướt mướt. Cậu con trai dù có cố gắng cứng rắn như một chàng ngự lâm tương lai, cũng bị bản chất phần nào lôi cuốn, cho nên cũng đã để rơi mất nửa phần nước mắt đáng lẽ phải chảy. Cũng trong ngày hôm đó cậu thanh niên tự giã gia đình lên đường, mang theo ba món quà quý của cha mẹ như chúng tôi đã kể, 15 đồng e quy, con ngựa và bức thư cho ông Trevi. Đấy là không nói đến những lời dặn dò quý báu. Với tình trạng trang bị như vậy, anh thanh niên đã ta nhăng về tinh thần cũng như vật chất giống y như người anh hùng của Cervantes mà chúng tôi đã so sánh phác họa trên dung ở trên. Đồng Kỳ Sốt đã coi những chiếc cối say gió như những gã khổng lồ và những con cừu như những đạo quân, thì Đa ta Nhăng coi mỗi một nụ cười như một lời lăng nhục, mỗi một cái nhìn như một sự khiêu khích. Kết quả là bàn tay chàng luôn luôn nắm chặt lại và đã đến quá 10 lần mó vào chuôi gươm. Tuy nhiên, nắm tay của anh cũng chưa tống vào quai hàm ai cả và gươm cũng chưa tuốt ra khỏi vỏ lần nào. Không phải là tình trạng con ngựa lông vàng đó không làm cho khách qua đường nở nụ cười, mà là trên con ngựa đó còn có một thanh gươm dài đáng gờm, và phía trên thanh gươm đó còn long lanh, một cặp mắt dữ tợn hơn là hãnh diện, làm cho ai muốn cười cũng phải mím môi lại, họ chỉ dám cười nửa miệng phía bên kia. Do đó, Đa Tài Nhăng vẫn được đường hoàng và vô sự đến tận thành mông. Nhưng tới đây anh xuống ngựa trước cửa quán người thợ say, không thấy một ai, chủ quán hay chú bé giữ ngựa chẳng thấy ra giữ ngựa cho mình. Đà Tà Nhăng liếc mắt nhìn qua một cái cửa sổ hé mở ở tầng dưới cùng. Thấy một người quý tộc, dáng điệu đẹp đẽ đang nói chuyện với hai người, nghe có vẻ thích thú lắm. Theo thói quen Đà Tà Nhăng cho là họ đang nói về mình, nên anh lắng nghe. Lần này Đà Tà Nhăng chỉ lầm có một nửa, người ta không nói đến anh, anh, mà là nói đến con ngựa của anh. Người quý tộc có vẻ đang nêu lên từng đặc tính của con ngựa. Còn hai người kia vừa chăm chú nghe, vừa cười rũ rượi từng cơn một. Một cái mỉm cười cũng đủ làm chàng thanh niên phẫn nộ, huống chi những chuỗi cười ẩm ý ấy. Ta đoán được ngay tác động đối với anh thanh niên đó như thế nào. Tuy nhiên, Đà ta Nhăng còn muốn nhìn thấy nét mặt của cái tên láo xược dám chế giễu mình đã. Anh nhìn chằm chằm một cách ngạo nghễ người lạ mặt, thì thấy đó là một người đàn ông cũng quáng bốn mươi, đến bốn tuổi cặp mắt đen và sắc nước da tái cái mũi rất lõ chòng dâu quay nón đen và được tỉa rất gọn gàng y mặc một cái áo chẽn đi đôi ủng cao cùng một màu tím cái áo chẽn và đôi ủng ấy mặc dầu còn rất mới đã bị nhầu nát như đã bị bỏ lâu trong hòm quần áo đạt tài Nhăng nhận xét như vậy rất nhanh nhưng, nhưng tỉ mỉ như là một linh tính báo trước người đó sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến tương lai sau này của anh Vừa lúc đã ta nhăng nhìn chằm chặp vào người quý tộc thì cũng là lúc y đang diễn tả con ngựa đến đoạn rất hài hước, làm cho hai tên kia cười rộ lên, và bản thân y cũng để phớt qua một nụ cười trên bộ mặt tái xanh, trái với thói quen của y. Lần này thì đúng là đã ta nhăng bị nhục mạ rồi. Lập tức, đầy lòng tự tin, anh kéo sập chiếc mũ nổi xuống mắt và cố bắt chiếc dáng điệu của một vị chúa tẻ. Anh tiến lên, một tay để lên đốc gươm, một tay để lên háng. Bốn thay khi anh dần dần tiến lên thì lòng tức giận làm anh quên mất mấy câu diễn văn hùng tráng mà anh đã có chuẩn bị để khiêu khích anh chỉ còn nói được mấy câu tục tĩu kèm theo một cử chỉ thô lỗ này ông kia cái ông nấp sau cánh cửa sổ ấy phải ông ông hãy nói cho tôi biết ông cười cái gì để rồi đôi ta cùng cười với nhau một thể nào người quý tộc chậm rãi đưa mắt từ con ngựa đến trụ nó như để có đủ thì giờ hiểu được rằng những lời trách móc ấy là cho y. rồi đến khi y nhận thấy đúng là như vậy thì cặp lông mày y nhíu lại và bằng một giọng vừa châm biếm vừa hỗn xược khó tả y trả lời đã ta nhăng tôi không nói với ông đâu ông ạ à. nhưng tôi tôi nói với ông đấy và ta nhằng khét lên như vậy với một giọng vừa châm biếm vừa hỗn xược vừa khinh bỉ gã quý tộc lại nhìn anh một lần nữa với nụ cười nửa miệng. Rồi từ cửa sổ y chậm rãi bước ra ngoài quán, đến cách đã tay nhang hai bước, y dừng lại chiếc con ngựa. Nét mặt bình tĩnh và thái độ ngạo nghễ của hắn làm tăng sự buồn cười của hai tên y nói chuyện ban nãy vẫn còn đứng ở cửa sổ. Thấy y đến, đa tài nhăng rút gươm, một gang tay ra khỏi vỏ. Y tiếp tục nhận định về con ngựa với những tên ở cửa sổ mà chẳng thèm để ý đến sự cáu giận của Đa Tài Nhăng. Con ngựa này thời trẻ của nó chắc là quý giá lắm đấy. Màu sắc của nó rất là phổ biến trong giới thực vật, nhưng lại rất hiếm trong loài ngựa. Kẻ nào cười con ngựa là không dám cười chủ nó. Đa Tài Nhăng cáu tiết thét lên. Ông ạ, à, tôi không hay cười như ông thấy ở nét mặt tôi đấy, nhưng tôi có đặc quyền cười khi mà tôi muốn. Còn tôi, Đa Tài Nhăng lại thét lên tôi không muốn người ta cười khi mà tôi không thích thực tế là thế nào hả ông ừ thực tế là đúng như vậy đấy nói xong hắn quay gót đi để chuẩn bị bước vào trong quán qua một cái cổng lớn mà có đó ta nhang thấy đã có một con ngựa yên cương sẵn sàng nhưng Đa ta nhăng không phải là hạng người dễ dàng bỏ qua hành động hốn láo với mình như vậy anh liền rút gươm hẳn ra khỏi vỏ đuổi theo y và thét lên hãy quay lại Quay lại con người họ ngạo mạn kia. Ta không muốn tấn công đằng sau lưng đâu. Tấn công ta ấy à? Y quay gót lại vẻ khinh bỉ nhìn anh thanh niên và nói. Này anh bạn ơi, anh điên đấy à? Rồi Y lẩm bẩm như nói một mình. Bực thật, đúng là vớ được một món bở cho nhỏ vua đang đi mộ lính ngự lâm. Y vừa nói xong thì Đa ta nhăng đã đâm cho Y một nhát dữ dội. Nếu không kịp nhảy lùi lại đằng sau thì có thể đây là lần đùa cợt cuối cùng của Y y thấy không còn là chuyện đùa nữa, liền cũng rút cơm ra, chào đối thủ, rồi đứng vào tư thế. Nhưng ngay lúc đó, hai tên thính giả của y ban nãy cùng với chủ quán vác gậy sẻng và đinh ba xông ra tấn công đã ta nhăng. Thế là địch thủ của anh được rảnh tay, y ung dung tra kiếm vào vỏ và trở thành khán giả của cuộc đấu, rồi y lầu bầu. Đồ gắt công khốn kiếp, ném nó lên con ngựa da vàng, để nó xéo đi phải giết được mi đã, đồ hèn kia. Đa Tà Nhăng thét lên như vậy, vừa dũng cảm đương đầu với ba tên đang vụt anh túi bụi. Cái loại gắt công này thực là bất trị. Tên quý tộc lẩm bẩm cứ làm cho nó phải múa quay cuồng đến khi mệt lử qua bọ, xem có phải van xin không nào. Nhưng y chưa biết y đã gặp phải một cái đầu bướng bỉnh như thế nào. Đa Tà Nhăng không thuộc loại người biết van xin. Cuộc chiến đấu tiếp tục thêm vài phút nữa. Cuối cùng Đa Tà Nhăng mỏi mệt bị một gậy, dáng gãy đôi thanh gươm. Một đòn nữa dáng trúng vào chán làm anh ngã ngửa, máu té ra và anh ngất đi. Chính vào lúc đó, mọi người từ các phía đổ xô đến, chủ quán sợ tai tiếng vội vàng cùng hai gã hầu quán khiêng anh thanh niên vào trong bếp. Còn tên quý tộc kia lại trở lại chỗ cửa sổ ban nãy và có vẻ sốt ruột nhìn đám đông dân chúng đang ồn ào trước cửa. Cánh cửa mở, y quay lại, thấy chủ quán đang xun xe bước vào hỏi thăm sức khỏe của y đi liền hỏi. Thế nào? Cái tên ngông cuồng ấy ra sao rồi? Thưa Đức Ngài được bình yên, không sao cả chứ ạ? Phải, hoàn toàn không sao cả. Ta muốn hỏi ngươi, thằng thanh niên của chúng ta ra sao rồi? Bẩm khá rồi ạ. À? Hắn đã hoàn toàn bất tỉnh. Thật vậy à? Nhưng trước khi ngất đi, hắn đã tập trung sức lực lại để gọi ngài và thách thức ngài đấy ạ. À? Hắn là một con quỷ hay sao vậy? Thưa không ạ, à? hắn không phải là con quỷ đâu, vì trong khi hắn ngất chúng tôi có lục loại đồ đạc của hắn, chỉ thấy có cái áo sơ mi và một túi tiền trong đó có 12 quy Khi hắn ngất, hắn còn nói được là nếu sự việc này xảy ra ở Paris thì lập tức Đức Ngài sẽ phải hối hận, nhưng lại xảy ra ở đây thì sau này Đức Ngài sẽ phải hối hận. Vậy thì tên quý tộc lạnh lùng nói, một hoàng thân nào cải trang chăng? Tôi muốn nói với ngài như vậy để ngài đề phòng trong lúc tức giận, hắn có thốt ra tên người nào không? Có đấy ạ. À. Hắn có vỗ vào túi và nói, rồi sẽ biết ngài Trevi trừng trị bọn láo xược dám làm nhục người nhà của ngài như thế nào. Ngài Trevi à? Tên quý tộc. Uh, vẻ chú ý nói, này lão chủ quán, khi người thanh niên ấy ngất đi, tôi tin chắc là lão cũng có nhìn vào cái túi đó, lão thấy gì nào? Một bức thư gửi cho ngài Trevi, đại úy ngự lâm quân có đúng như vậy không? Xin thề danh dự. Chủ quán chưa đủ sắc sảo để nhận thấy câu nói của lão đã làm cho thái độ của tên quý tộc phải thay đổi như thế nào. Hắn rời bỏ khung cửa sổ mà hắn đang tỉ tay lên, nhíu đôi lông mày lại, vẻ lo lắng. Quỷ thật, y thì thảo giữa hai kẽ răng. Thư vi cho tên gắt công này do thám ta Hắn còn trẻ quá, nhưng dù sao nhát gươm cũng là nhát gươm. Mặc cho kẻ thù đâm ta ở độ tuổi nào, trẻ con cũng phải đề phòng như mọi người lớn khác chỉ cần một chướng ngại nhỏ cũng làm hỏng một sự nghiệp lớn y suy nghĩ lâu chừng vài phút rồi nói này chủ quán lão không tống cổ nó đi được cho ta à? lương tâm ta không muốn giết hại nó tuy nhiên y nói vẻ lạnh lùng đe dọa tuy nhiên nó làm ta khó chịu lắm bây giờ nó ở đâu trong buồng vợ tôi trên các một đang băng bó cho nó túi đồ đạc và áo chẽn ngoài của nó cũng ở trên gác với nó à không ạ à, tất cả những thứ đó đều để lại dưới bếp thôi lão đi lên đi tính thiền cho và báo cho người hầu của ta biết sao ngài từ biệt chúng tôi à như lão biết đấy ta đã bảo người hầu đóng yên cương vào ngựa của ta rồi mà hắn chưa thi hành à rồi đấy ạ à? đức ngài nhìn xuống dưới cổng mà xem ngựa đã sẵn sàng lên đường rồi thế thì tốt lắm lão hãy thực hiện điều ta vừa báo. chủ quán liền đậm bậm một mình ôi chào lại sợ thằng bé con chứ gì. Nhưng một cái nhìn của tên quý tộc làm lão cụt hứng và vội lủi đi ngay. Không nên để cho Milady thấy tên khốn kiếp này, tên quý tộc tiếp tục nói thầm. Cô ta cũng sắp đến rồi đấy, thế cũng đã là chậm rồi, có lẽ cứ lên ngựa và đến trước cô ta thì hơn. Chỉ có cái là ta muốn biết bức thư đó nói gì với Trevi. Vừa lầm nhầm, y vừa tiến vào trong bếp, trong lúc đó, lão chủ quán với quan niệm là sự có mặt của anh thanh niên đã đuổi mất khách sộp của lão. Lão đi lên gác vào buồng vợ, thấy anh thanh niên đó đã tỉnh lại. Thế là lão liền dọa rằng anh đã động chạm đến một vị chúa tẻ có oai quyền, có thể có cảnh sát sắp đến bắt anh ta, cho nên anh phải đi ngay. Thế là đã tay nhăng, mình không áo chén, đầu quấn đầy băng, cũng hơi kinh hoàng, lão đạo đứng lên vịn vào chủ quán lần bước xuống cầu thang. Xuống tới dưới bếp, cái mà đã tai nhăng trông thấy đầu tiên là địch thủ của anh đang bình tĩnh đứng nói chuyện ở bậc lên xuống của một cỗ xe ngựa rất lớn với hai con ngựa kéo. Đối thoại với y là một phụ nữ đầu thò ra ngoài cửa xe. Quan sát nhanh như chớp, đã tai nhăng thấy chị phụ nữ đó trẻ và rất đẹp vào khoảng hơn 20 tuổi. Sắc đẹp đó làm đa tai nhăng phải sững sờ vì anh chưa hề được thấy một người nào như vậy ở tất cả các xứ miền Nam mà anh đã ở. Nước da trắng xanh tóc hung và dài rụ xuống vai thành từng cuộn, cặp mắt to xanh mệt mỏi, cặp môi đỏ hồng, đôi cánh tay như ngọc ngà. Chị ta đang nói chuyện hăng hái với người quý tộc. Vậy là Đức Ngài ra lệnh cho tôi, chị ta nói. Phải quay lại nước Anh ngay lập tức và phải báo cho Đức Ngài biết ngay khi nào quận công rời khỏi London. Thế còn những chỉ thị khác cho tôi, cô gái xinh đẹp nói, đều ở trong cái hộp này cả, chị chỉ được mở nó ra khi đã mang đến bên kia bờ biển Mons thế còn ông ông làm gì bây giờ tôi tôi sẽ quay trở về paris không trừng trị thằng nhóc hỗn xược kia tên quý tộc toan trả lời nhưng khi vừa mở mồm ra thì đa tay nhăng đã nghe thấy thấy hết đang lao đến và hét lên chính thằng nhóc này sẽ trừng trị tên kia thì có ta mong rằng lần này kẻ mà ta muốn trừng trị sẽ không thoát được như trước không thoát được à Tên quý tộc trao mày nói. Không, trước mắt một phụ nữ, mi không dám trốn đâu. Chị phụ nữ thấy người quý tộc để tay lên đốc gươm, vội nói. Ông nên nghĩ rằng mọi sự chậm chế sẽ làm hỏng hết việc. Chị nói có lý đấy. Tên quý tộc nói. Vậy chị hãy đi đi, tôi cũng đi đây. Nói xong y gật đầu chào chị phụ nữ, rồi lao mình lên ngựa. Và người đánh xe cũng dơ roi lên quất vào lưng hai con ngựa. Thế là cả hai người nói chuyện vừa qua đều lao đi theo hướng ngược chiều nhau thế còn tiền trọ phải trả đấy chứ. Nó chủ quán gào lên và thay đổi hẳn thái độ từ kính trọng sang khinh bỉ người khách hàng quý tộc. Người khách hàng vừa phóng ngựa, vừa ném xuống mấy hào bạc vừa quát. Này đây tiền quán, đồ khốn kiếp. À, đồ hèn nhát, đồ khốn nạn, đồ quý tộc giả danh. Bác ta nhằng thét lên và lao theo, nhưng vết thương của anh không cho phép vận động quá mạnh. Sau đó, vừa chạy được mấy bước, anh thấy đầu óc choáng váng, mặt mũi xa sầm rồi anh ngã lăn ra giữa phố mồm còn gào đồ hèn nhát đồ hèn nhát đúng là đồ hèn nhát lão chủ quán lại gần đặt tay nhăn rồi đậm bẩm như vậy lão tìm cách làm lành phải rất hèn nhát đặt tay nhăn lậm bẩm nhưng cô ta rất đẹp cô ta cô nào lão chủ quán hỏi Mình là đi ấy đặt tay nhăn thì thảo xong lại ngất đi lần nữa cũng thế thôi Tên chủ quán thầm thì một mình. Ta vừa mất đi hai người, nhưng còn lại tên này mà ta có thể giữ lại ở được vài ba ngày, vẫn cứ là thu được 11 đồng EQ. Ta nhớ là 11 EQ đúng là số tiền còn lại trong túi đã ta nhang Chủ quán đã tính rằng 11 ngày ốm, mỗi ngày một EQ, nhưng lão ta đã không tính đến con người. 5 giờ sáng hôm sau, Đa Thanh Nhăng đã trở dậy và đi xuống bếp một mình. Mở gói cao me ra Đắp lên vết thương Không cần cầu cứu đến một vị thầy thuốc nào cả Nhờ có sự công hiệu Của thuốc cao bôi miêng Và cũng là nhờ không cần đến thầy thuốc Mà đến hôm sau nữa đã Tài Nhăng đã gần như bình phục hẳn Khi mở túi ra để lấy tiền ra trả quán trọ, đã Tài Nhăng Thấy chỉ có túi tiền với 11 quy Còn bức thư gửi ông Thuê Vi Đã biến mất Anh thanh niên bắt đầu tìm một cách kiên nhẫn lộn ra lộn vào mấy chục lần túi áo và túi đồ. Nhưng đến khi thấy là không có hy vọng gì tìm được, anh bèn nổi nóng lên, cứ như là muốn đập tan. Các đồ đạc của quán trọ làm cho lão chủ quán phải vội vớ lấy cái giáo. Vợ chủ quán lấy cái cán trổi bọn hầu quán lấy mấy cái gậy. Bức thư giới thiệu của tao đâu? Đã thả nhằng gầm lên. Bức thư giới thiệu của tao ấy, mẹ kiếp, nếu không tao sẽ chọc tiết chúng mày như những con gà giò đấy. Khốn thầy, một cảnh ngộ ngăn cản thực hiện những lời đe dọa ấy như chúng ta đã biết thanh gươm đã bị gãy làm đôi trong trận giao tranh đầu tiên anh ta quên mất một điều này cho nên khi anh rút gươm ra chỉ thấy còn có một nửa mẩu mà lão chủ quán đã cẩn thận cắm trả vào bao tuy nhiên điều thất vọng đó cũng sẽ không thể làm giảm được sự phẫn nộ của anh thanh niên nếu như lão chủ quán không nhận ra yêu sách của anh là có căn cứ lão hạ chiếc giáo xuống và nói ơ nhỉ bức thư ấy đâu nhỉ phải, bức thư đó đâu rồi? Đã thầy nhằng hét lên. Ta báo trước cho các ngươi biết bức thư đó gửi cho ngài Trevi. Phải tìm nó bằng được, nếu không đức ngài sẽ có cách tìm đấy. Câu dọa đó mới thực sự đem lại lo âu cho chủ quán. Ai cũng biết rằng sau đức vua và đức giáo chủ, cái tên Trevi ai cũng biết đến. Do đó, lão chủ quán vội ném cái giáo ra xa, rồi ra lệnh cho mụ vợ và những người hầu cũng phải làm như vậy đối với cán trội và gậy gọc rồi lão dẫn đầu mọi người tìm tòi lục lọi trong mọi nơi. Sau một hồi không kết quả, lão hỏi. Chắc là bức thư đó chứa đựng cái gì quý lắm. Tất nhiên rồi, cả gia tài của tôi đấy. Những phiếu gửi tiền tiết kiệm à? Những phiếu lĩnh tiền ở kho bạc đặc biệt của Đức Vua? Đa tài nhăng trả lời như vậy, mà coi là mình không nói dối, vì anh đã cho là bức thư đó sẽ giới thiệu anh và làm việc phục vụ Đức Vua. Cha mẹ ơi, lão chủ quán thất vọng thốt lên. Nhưng thôi, đã tài nhằng hằng tiết nói. Tiền không nghĩa lý gì cả. Mất bạc vạn ta không tiếc bằng mất bức thư đó. Bỗng nhiên, một tia sáng lóe lên trong óc lão chủ quán. Lão giao lên. Bức thư không mất đâu. À, đã tài nhằng giao lên. Lão thấy rồi à? Không, bức thư đó đã bị người ta lấy đi rồi. Lấy đi rồi, ai lấy? Tên quý tộc hôm xưa ấy, hắn ta đã xuống nhà bếp lúc có bộ đồ của cậu đẻ ở đấy hắn ta lại ở đấy một mình tôi cam đoan rằng chính hắn đã lấy vậy là ông nghi tên quý tộc láo xược ấy à tôi chắc chắn là như vậy khi tôi nói với hắn rằng cậu là người nhà của ông Thư Vi và cậu lại có cả bức thư đề tên người nữa thế là hắn tỏ vẻ lo ngại hỏi tôi cái thư đó ở đâu rồi lập tức đi xuống bếp nơi để bộ đồ của cậu vậy là hắn đã lấy trộm của ta Bà ta nhàng nói tôi sẽ kêu lên ngài Thư Vi ngài sẽ tô lên đức vua. Nói xong, anh thanh niên oai vệ rút ra hai đồng ê e quy trả cho chủ quán. Lão kính cận nhận tiền rồi tiễn đưa cậu khách quý ra tận ngoài tường, chỗ cậu lên ngựa. Đã ta Nhăng bình yên đi đến Paris, tới cửa ô xanh an toàn. Anh bán con ngựa được ba đồng ê e quy. Anh biết là giá thế cũng đã là lời lắm rồi. Người ta mua chỉ vì bộ lông kỳ dị của nó vậy là đã nhăng đi bộ vào Paris, tay sách túi đồ, anh tìm thuê được một cái buồng hợp với túi tiền của mình ở phố người đào huyệt gần Luxembourg. Một khi đã có nhà ở rồi, đã nhăng ở lì trong buồng suốt cả ngày hôm đó để khâu vào áo chẽn ngoài những miếng vải viền mà mẹ anh đã tháo ở áo của bố anh cho anh. Xong rồi, anh đến phố lò rèn đặt làm lại thanh gươm. Sau đó, anh đi đến Louvre tìm một người lính ngự lâm hỏi về tình hình lâu đài của ông Trevi ở phố Chuồng Bồ Câu Già, nghĩa là ở ngay cạnh phố anh ở. Điều đó, anh cho là một điểm may mắn cho bước đầu tiên của anh. Sau cùng, hài lòng về thái độ của mình ở mân, không ân hận gì về quá khứ, đầy tin tưởng ở tương lai, đã tài nhăng đi nằm và ngủ được một giấc ngon lành cho mãi đến tận 9 giờ sáng hôm sau mới tỉnh dậy và vội vã mặc quần áo để đến thăm ngài Trevi mà theo cha anh đánh giá là người thứ ba trong vương quốc. 2. Phòng ngoài của Ngài The Trevi Ngài Trevi cũng có bước đầu giống như Data Nhăng, đồng xu dính túi không có, nhưng đầy lòng dũng cảm và thừa trí thông minh, điều đó đã làm cho một thanh niên xứ gắc công nghèo khổ nhất hơn hẳn một anh quý tộc giàu có nhất. Lòng dũng cảm đến hỗn sược của Ngài đã đưa ngài lên tận đỉnh cái thang khó khăn nhất mà người ta gọi là đặc ân của triều đình mà ngài đã leo được. Nó từng bốn bậc một. Ngài là, là, bạn thân của đức vua, điều đó như ai cũng biết. Làm vẻ vang cho hương hồn đức vua cha Angri đệ tứ. Cha ngài Thư Vi đã phục vụ Angri đệ tứ rất trung thành trong những cuộc chiến tranh chống liên minh. Đức vua không bao giờ có tiền mặt để trả nợ, chỉ toàn trả bằng tinh thần cho nên, sau khi thành phố Paris đầu hàng, cho phép ông Trevi lấy phù hiệu là con sư tử vàng, miệng ngậm khẩu hiệu, trung thành và dũng cảm. Điều đó là rất nhiều cho vinh dự, nhưng quá là ít cho đời sống. Do đó, khi người bạn vĩ đại đó của ông đệ tứ mất đi nhờ thanh danh đó, ngài Trevi được tuyển vào phục vụ cho thiếu đế. Lòng trung thành và đường gươm hay của ngài làm cho Louis thứ 13 một tay gươm danh tiếng của vương quốc phải phát biểu rằng nếu người có bạn thân nào đi đấu gươm thì nên mang theo ông Trevi. Do đó, vua Louis thứ 13 rất có tình cảm với ngài Trevi, một tình cảm đế vương, một tình cảm ích kỷ, đúng như thế, nhưng vẫn cứ là một tình cảm. Bởi vì trong cái thời buổi không vui vẻ gì ấy, người ta cứ muốn tập hợp quanh mình nhiều người như cỡ Trevi. Võ nghệ thì có thể có nhiều người đạt được, nhưng lòng trung thành thì rất hiếm người được như Trevi vì vậy Lui thứ 13 mới đặt chơi Vi vào chức đại úy ngự lâm quân về phần đức giáo chủ cũng không chịu kém vua thấy vua có tinh thần tập hợp hậu cận vị vua thứ hai ấy hay nói cho đúng hơn vị vua thứ nhất nước Pháp ấy cũng muốn có những đội quân cận vệ vậy là đức ngài giáo chủ cũng có lính cận vệ như đức vua có lính ngự lâm người ta thấy hai thế lực đối địch ấy thi nhau lùng kiếm khắp trong nước cả nước ngoài nữa, những người có tay gươm xuất chúng về để phù tá mình. Do thế, Richelieu và Louis thứ 13 tranh chấp nhau luôn về tài nghệ của quân mình. Mỗi bên đều muốn khoe khoang về tư cách và lòng dũng cảm của các bè tôi của mình. Hai bên đều lớn tiếng rêu rao lệnh cấm những cuộc đấu gươm và ẩu đả, nhưng lại nhỏ tiếng khuyến khích. Hai ngài đều cảm thấy đau buồn hoặc sung sướng về sự thất bại hay thắng lợi của quân mình. Vi nắm được yếu điểm của vua, nhờ có sự khéo léo đó, ông được sự tín nhiệm vững bền của vua. Ông cho quân của ông diễu binh một cách ngạo nghễ ngay trước mặt giáo chủ, làm cho bộ dê mép màu xám của đức ngài cứ vẩy lên một cách tức giận. Trời vì hiểu rất rõ chiến tranh trong thời kỳ đó, nếu không sống nhờ vào địch quân thì phải sống nhờ vào đồng bào. Quân lính của ông là một binh đoàn quỷ sứ, vô kỷ luật với tất cả mọi người. Những người lính ngự lâm hay nói cho đúng hơn, quân của ông Trevi áo quần lôi thôi lếch thích, choáng hơi men, gieo họ chói tai ở khoác các quán ăn, các lối đi, các nơi công cộng. Họ hát hò, họ, họ xoắn rô mép, vua vang các thanh gươm, đụng chạm một cách khoái chí với những người lính cận vệ của giáo chủ mỗi khi gặp họ. Rồi họ tuốt gươm ra ở giữa phố để đùa nghịch, hoặc để giết nhau cũng có. Vì có chết cũng chắc chắn là sẽ được trả thù và được thương khóc. Thường là giết nhau và không sợ chết mục trong tù vì đã có ngài Trevi xin cho. Vì thế mà Ngài Thuê Vi được họ yêu mến và tán tụng trên đủ các giọng hát hò. Tuy vậy, họ phục và rất sợ Ngài Thuê Vi như học trò trước thầy giáo, sẵn sàng thi hành tốt bất cứ một mệnh lệnh nào của Ngài và sẵn sàng đổ máu để rửa bất cứ quả trách nào của Ngài. Ngài Thuê Vi đã sử dụng lực lượng đó trước hết là để phục vụ vua và các bạn thân của vua, sau đó cho bản thân và cho các bạn thân của Ngài. Với một tài trí mưu mẹo hiếm có đã nâng ngài lên hạng ngũ những người có thế lực nhất, nhưng ngài vẫn là con người trung thực. Cái sân của tòa lâu đài của ngài ở phố chuồng Bồ Câu Già giống như là một trại lính. Buổi sáng từ 6 giờ về mùa hè và từ 8 giờ về mùa đông, có từ 50 đến 60 lính ngự lâm Hình như thay nhau có mặt ở đấy để phô trương một lực lượng đồ sộ. Họ vũ trang như ra trận, đi đi lại lại và sẵn sàng làm bất cứ việc gì. Ở một trong những cầu thang lớn lên nhà, ta thấy lên xuống nhiều người dân thành phố Paris. Họ đến để cầu xin việc gì, hoặc là những người trưởng giả ở các tỉnh đến để xin nhập ngũ, hoặc là những người liên lạc viên mang thư từ công văn của chủ đến. Trong phòng đợi, trên các ghế dài là những người được triệu tập đến. Tiếng gì rầm nổi lên ở đấy suốt từ sáng đến chiều. Trong khi đó Ngài chơi vi tiếp khách ở buồng trong, nghe những lời khiếu tố hoặc ban hành những mệnh lệnh. Và cứ như là Đức Vua ở trên bao lơn cung điện Louvre, Ngài chỉ cần đứng ra ngoài cửa sổ là có thể duyệt binh được. Hôm đã ta Nhang đến đấy, anh đã thấy tập trung một số quân, thật là khiếp đảm đối với một thanh niên mới từ tỉnh Lị tới. Khi vừa bước qua cánh cổng đồ sổ nẹp toàn đinh sắt, dài, đầu vuông, anh rơi vào một đám đông người mang gươm chen chúc nhau trong sân, gọi nhau ý ới, hoặc chơi trò ẩu đả nhau nữa. Muốn mở được một con đường qua cái đám cuồng sóng ấy, thì phải là sĩ quan, là chúa công, hoặc là một phụ nữ đẹp. Đã ta nhăng phải đi qua cái đám hỗn độn ấy, lòng hồi hộp, anh phải thu thanh gươm dài sát theo cặp giò của anh, một tay để lên rìa cái mũ dạ, miệng luôn sẵn sàng mở một nụ cười, kiểu một anh nhà quê muốn tỏ ra có thái độ hòa nhã. Khi đi qua được một đám, anh thấy thở được tự do hơn, nhưng anh hiểu rằng người ta quay lại để nhìn anh, và là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy mình lố bịch. Khi đến cầu thang, lại còn gay go hơn. Trên những bậc đầu tiên có bốn người lính ngự lâm đang chơi trò lần lượt, đến lượt mình lên thay thế. Một trong bọn họ đứng ở bậc trên, tay cầm gương trần, ngăn cản không cho ba người kia leo lên. Ba người kia đấu gươm với người đó khéo léo tuyệt vời. Ban đầu đã thay nhang cho là họ tập luyện, mũi gươm có bịt dầu, nhưng ở một vài chỗ sức ra, anh đã nhận ra điều ngược lại. Mũi gươm vẫn sắc nguyên vì có chảy máu và mỗi lần có máu như thế là các đấu thủ và các khán giả nữa đều cười rộ lên như điên. Người án ngữ bậc thang trên cản được một cách tuyệt diệu không để ba người kia bước lên. Mọi người xuống quanh họ. Điều kiện chơi là hễ người nào bị mũi gươm chạm phải là phải ra ngoài nhường chỗ cho người khác. Trong năm phút, ba người đã bị chạm. Một ở cổ tay, một ở cằm, một ở tai. Có điều là ba người tấn công, còn người án ngữ chỉ có một mình mà chưa hề việc gì trò chơi đó đã làm cho anh chàng thanh niên của chúng ta phải ngạc nhiên anh đã từng thấy ở xứ sở anh là nơi mà đó con người ta dễ bốc đồng có nhiều điều khoản về đấu kiếm cuộc biểu diễn của bốn người này anh chưa từng thấy bao giờ ở trên thềm người ta không đọ gươm nữa người ta kể những câu chuyện về đàn bà còn ở phòng ngoài toàn những chuyện về triều đình ở trên thềm thì đã tai nhăng phải đỏ mặt còn ở phòng ngoài thì anh phải dùng mình trí tưởng tượng linh hoạt và viển vông của anh ở quê hương anh đã làm anh ghê gớm với những cô thiếu nữ ngay cả với những ả à, tình nhân trẻ của anh anh chưa hề mơ tưởng đến một nửa hơn nữa đến một phần tư thôi những kiểu chuyện yêu đương lãng mạn như người ta kể công khai và trắng trợn ở đây lòng kính trọng đức giáo chủ của anh làm anh phẫn nộ trong buồng ngoài ở đây người ta lớn tiếng đả kích cái chính sách đã làm dung chuyển cả châu âu và cả đời tư của giáo chủ mà ngay đến cả một vị chúa tể uy quyền nhất cũng không dám động đến cái chân lông. Con người vĩ đại đó mà vị cha già đã tay Nhăng đã nêu lên đang bị làm trò cười cho những người lính ngự lâm ở đây. Họ chế nhạo cặp chân vòng kiểng, cái lưng gù của người. Một số thì ngâm những bài vẻ về bà Egyong, tình nhân của người, và về bà Công Lê, cháu gái người. Một số khác thì liên hệ đến những ngộ chuyện về những người hầu và những lính cận vệ của người mà cậu thanh niên đã Tài nhăng không thể nào tin được là sự thật thế nhưng khi tên tuổi của đức vua bất thình lình được nêu lên thì lập tức như có một cái rẻ bị tất cả các mồm ngoa ngoắt đó lại họ len lén nhìn xung quanh và họ lo sợ cái vách buồng ngài thuê vi đã tay nhằng sợ hãi nghĩ thầm cái bọn này chẳng chóng thì trời rồi cũng sẽ bị tống ngục và bị treo cổ thôi còn ta ta đã nghe họ nói khéo léo khéo không thì rồi cũng sẽ bị coi là đồng lõa mất Cha ta đã dặn ta phải kính trọng đức giáo chủ. Nếu cha ta được nghe những câu chuyện này thì ngài sẽ nghĩ thế nào? Do đó anh chàng không dám tham gia vào câu chuyện rôm giả ấy. Chỉ có cái là anh mở to mắt mà nhìn, vảnh cả hai tay lên mà nghe. Anh sử dụng triệt để tất cả các ngũ quan để không rơi vãi bất cứ gì. Mặc cho những lời dặn dò của vị cha già, anh cảm thấy thú vị và bị lôi cuốn bởi linh tính. Anh tán thành chứ không chê bài những câu chuyện quái đản đó. Thấy anh lạ mặt, có người hỏi anh muốn gì. Anh rất khiêm tốn xưng danh và nhấn mạnh là người đồng hương muốn được xin gặp ngài Trevi. Một lát sau, người lính hầu ra báo tin ngài chấp thuận và bảo chờ. Đã tay nhăng bây giờ mới yên tâm, và trong khi chờ đợi anh để ý quan sát những người xung quanh. Ở giữa cái đám náo nhiệt nhất là một người lính ngự lâm cao lớn, vẻ mặt oai vẻ và quần áo có vẻ kỳ dị là mọi người phải chú ý đến. Lúc này anh ta không mặc bộ đồ đồng phục thời kỳ đó chưa triệt để bắt buộc vì tự do thì ít nhưng độc lập thì nhiều anh ta mặc một chiếc áo chẽn màu xanh da trời đã ít nhiều phai màu trên áo chẽn là một cái đai gươm hoa mỹ bằng đồ thêu vàng lóng lánh như đồi mồi phủ nước dưới ánh mặt trời một cái áo choàng bằng nhung màu đỏ chói duyên dáng rũ xuống hai vai chỉ đè hở phía trước cái đai gươm hào nhoáng và lủng lặng một thanh kiếm vĩ đại người lính người lâm đó, vừa đuổi gác về, anh phàn nàn bị cảm và thỉnh thoảng có ho nên phải mặc áo choàng. Anh vừa nói vừa vân vê bộ di mép một cách nhạo đời. Mọi người trầm trồ khen ngợi cái đai gươm theo kim tuyến của anh. Đa Thanh Nhăng là người khen nhất. Làm thế nào được? Người lính ngự lâm đó nói, đó là cái mốt của thời đại. Và lại người ta phải biết sử dụng hợp lý đồng tiền của người ta chứ. Này Portos, một người đứng ngoài nói, chứ có tin bố mẹ cậu cho cậu. Nó đã được một người đàn bà đeo mạng tặng cậu chứ gì. Tớ đã gặp bà ta hôm chủ nhật vừa rồi ở cửa thánh Onore. Không, không phải thế đâu. Xin thề danh dự, chính bản thân tớ mua đấy, bằng chính đồng tiền của tớ mà. Phải, à, cũng như tớ ấy mà. Người kia lại nói, tớ đã mua cái túi mới này bằng tiền của cô tình nhân tớ đấy. Thật đấy mà, porthos nói, chính cớ là tớ đã trả một số tiền là 12 đồng piton. Sự khâm phục được tăng lên mặc dù vẫn còn nghi ngờ. Có đúng thế không, Arami? Porthos quay lại một người lính ngự lâm khác và nói. Arami trái ngược hẳn với Porthos Anh là một thanh niên chặt 22-23, nét mặt ngây thơ và dịu hiền, cặp mắt đen và dịu dàng, cặp mắt đỏ hồng, có lông tơ như quả đào về mùa thu. Cặp dây mép nhỏ vẽ lên trên môi trên một đường thật thẳng. Cặp bàn tay của anh như không muốn hạ xuống sợ các mạch máu căng phồng lên. Anh có thói quen nói ít và thông thả. Anh chào nhiều và cười nhiều nhưng không ra tiếng. Phô hai hàm răng rất đẹp mà anh giữ gìn thận trọng nhất. Anh trả lời bằng cái gật đầu đồng ý khi bạn Portos hỏi. Sự trả lời đó làm tiêu tan mọi nghi ngờ về cái đai gươm. Người ta tiếp tục ngắm nghía nó nhưng không bàn tán nữa Câu chuyện bỗng nhiên quay ngoắt sang một vấn đề khác. Các anh nghĩ thế nào về câu chuyện của kỵ sĩ Sule? Một người lính ngựa lâm khác hỏi bâng quơ. Anh ta nói thế nào? Hoặc tốt hỏi. Anh ta kể rằng ở Bruxelles, anh ta gặp Rosefort, một linh hồn quỷ quyệt của giáo chủ Richelieu, cải trang thành một tu sĩ. Cái tên Rosefort, đáng nguyên rủa ấy, nhờ có trò cải trang, đã chơi cho lão Liger một vố như đối với một thằng ngốc ấy. Có đúng như là một thằng ngốc không? Porthos hỏi. Tôi nghe được từ anh Arami đấy. Người lính ngự lâm đáp. Có đúng thế không? Thì anh Porthos cũng đã biết rồi còn gì. Arami nói. Tôi đã nói chuyện với anh từ hôm qua rồi. Thôi, không nên nói đến chuyện đó nữa. Không nói đến nữa. Porthos nhại lại. Sao mà anh kết luận nhanh thế? Đạo giáo chủ cho do thám một nhà quý tộc cho một tên phản động một tên vô lại ăn trộm thư tín rồi nhờ đó cắt cổ sa lê với một chứng cứ lạ lùng là ông ta muốn giết vua để rồi lấy hoàng hậu không một ai có thể hiểu được một tí tẹo gì về điều bí ẩn này anh mới cho chúng tôi biết hôm qua và chúng tôi còn đang sửng sốt về cái tin đó thì hôm nay anh lại bảo chúng tôi đừng nói đến nữa vậy thì chúng ta cứ việc mà nói đến nếu anh muốn arami nhẫn nại đáp cái thằng rochefort Phật tốt kêu lên, phải tôi là kỵ sĩ của Sale thì nó sẽ biết tay tôi. Còn anh, Arami đáp, anh vừa chạy qua 15 phút đồng hồ thật buồn thảm với ngài quận công áo đỏ đấy. À, ngài quận công áo đỏ, hoan hô, hoan hô quận công áo đỏ. Phật tốt vừa nói vừa vỗ tay và gật đầu tán thưởng. Quận công áo đỏ lý thú thật. Tôi phải phổ biến cái danh từ ấy mới được. Anh bạn thân mến à, anh cứ yên chí Cái anh chàng Arami sao mà hóm hình thế? Đáng tiếc là anh không thực hiện được điều khát vọng là trở thành cha cố. Ờ, chỉ là một sự chậm trễ nhất thời thôi, một ngày kia tôi sẽ đạt được. Như anh Porthos biết đấy, tôi đang tiếp tục học lý luận về vấn đề đó. Anh sẽ thực hiện điều anh nói, chỉ sớm hay muộn thôi. Sớm chứ?" Arami nói. Anh ta chỉ còn đợi có một điều để hoàn tất quyết định khoác áo tu hành, cái áo ấy đang treo lơ lửng đằng sau bộ quân phục của anh. Một lính ngựa Lâm nói. Anh đang đợi điều gì vậy? Một lính khác hỏi. Đang đợi hoàng hậu cho ra đời kẻ sẽ nối dõi ngai vàng nước Pháp. Chúng ta không nên đùa về vấn đề này, các bạn ạ, à, Potos nói. Nhờ trời, hoàng hậu còn đang ở đùa tuổi ấy. Người ta nói rằng ngài Buckingham hiện đang còn ở nước Pháp đấy. Arami nói bằng một giọng tinh quái, mang đến cho câu nói đó một ý nghĩa tai tiếng. Anh Arami, Portos nói tiếp, Lần này thì anh lầm rồi đó. Và sự tinh quái của anh lúc nào cũng dẫn anh đến chỗ quá mức. Ngài Trevi mà nghe thấy thế là có sự lôi thôi đấy. Anh định cho tôi một bài học đấy à? Aramis kêu lên và người ta nhận thấy trong cặp mắt anh như có tia chớp. Anh bạn thân mến ạ, à, hãy hoặc làm lính ngựa lâm hoặc tra cố, chứ đừng nên vừa tra cố vừa lính ngự lâm. Vactus nói tiếp, chúng ta chưa nên sửng cổ với nhau, đó là điều đã được thỏa thuận giữa ba ta anh Atos, anh và tôi anh đến nhà bà Egyong và thán tỉnh bà ta anh đến nhà bà Patrasi là cháu gái bà Desovri và anh thu được cảm tình của bà ấy tội, anh không cần phải thú nhận hạnh phúc của anh, người ta không đòi biết điều bí mật ấy của anh đâu người ta đã biết quá đủ rồi nếu anh đã có đức tính ấy nên ứng dụng cả trong trường hợp của hoàng đế nữa nói đến ai thì nói đến đức vua, đến giáo chủ còn hoàng hậu thì là thiêng liêng chỉ cần nên thận trọng. Anh Portos, anh tự phụ như Naxis ấy. Tôi chúa ghét nói đạo đức, trừ phi do miệng Atos nói ra. Còn về anh, anh bạn thân mến ạ, à, anh có một cái gươm đai tuyệt đẹp. Như thế đối với anh là vĩ đại rồi. Tôi sẽ là cha cố khi nào thuận tiện. Trong khi chờ đợi, tôi là người lính ngự lâm. Arami, Portos. Hai ông ơi, hai ông ơi, mọi người xung quanh gọi, Vừa lúc đó, người lính hầu mở cửa ra kêu lên. Ngài De Trevi chờ tiếp ông Đa Ta Nhăng. Tiếp theo lời tuyên bố đó, cánh cửa phòng tiếp tục để ngỏ. Mọi người đều im bặt Và trong sự im lặng toàn bộ đó, anh thanh niên sứ gắt công của chúng ta tiến lên qua phòng ngoài và bước vào buồng làm việc của vị đại úy ngự lâm quân. Trong lòng mừng thầm, vừa thoát khỏi một cuộc tranh cãi kỳ dị. 3 cuộc tiếp kiến ngài Trevi lúc này đang ở trong trạng thái rất là cáu kỉnh tuy nhiên khi người thanh niên đồng hương bước vào cúi đầu chào dạp xuống tận đất và nhất là được nghe giọng nói quê hương của mình ông cũng mỉm cười tiếp lễ nhưng rồi lập tức ông ra hiệu cho Data nhăng hãy chờ một lát đã để ông còn giải quyết một việc khác cần hơn đồng thời ông tiến ra phòng ngoài gọi to ba tên Atos Porthos Aramis Hai người lính ngự lâm mà chúng ta mới quen biết lập tức bước vào. Khi họ bước qua ngưỡng cửa, cánh cửa đóng sập lại. Thái độ của họ tuy không được bình tĩnh lắm, nhưng dáng đi của họ đầy tự hào, làm cho Đa Nhăng phải thán phục, coi họ như những vị bán thiên thần của thủ trưởng của họ, như thần Jupiter, vũ trang đầy sấm sét. Khi hai người lính ngự lâm đã bước vào trong buồng, khi cánh cửa đã đóng sập lại, khi tiếng gì dầm lại nổi lên ở phòng ngoài, chắc chắn là người ta bàn tán về việc triệu tập vừa rồi. cuối cùng, khi mà ngài Trevi đã đi đi lại lại ba bốn lượt chiều dài của cái phòng, mỗi lần đều qua trước mặt Portos và Arami đang đứng thẳng đờ và câm như hến. bỗng nhiên, ngài dừng lại trước mặt họ và nhìn họ từ đầu đến chân bằng cặp mắt tức giận, rồi kêu lên: các anh có biết tối qua đức vua đã nói gì với tôi không? thưa ngài không ạ. À? Portos một lúc sau mới trả lời. Chúng tôi hoàn toàn không biết được ạ. Nhưng chúng tôi hy vọng sẽ được ngài cho biết." Arami nói một cách rất lễ phép. "Người nói với tôi rằng từ nay trở đi, người sẽ mộ lính ngựa lâm trong đám quân cận vệ của giáo chủ." Trong quân cận vệ của giáo chủ? "Thế tại sao ạ?" À? Portus vội vàng hỏi. "Tại vì người thấy rằng quân của người cần phải được củng cố lại bằng cách đưa những người lính tốt thêm vào chứ còn sao nữa?" hai người lính ngự lâm đỏ mặt lên đến tận lòng trắng mắt, còn đa tài nhăng thì không biết chui vào cái hố nào để mà trốn. Phải phải, ngài Trevi Vi nói mỗi lúc một hăng, Đức vua nói có lý lắm đấy chứ, vì lính ngự lâm số mặt cả triều đình. Tối hôm qua trong khi đánh bài với Đức vua, Đức giáo chủ có kể chuyện bằng một cái giọng chia buồn làm ta rất khó chịu. Rằng hôm kia, bốn tên khốn kiếp lính ngự lâm Ông ta nhấn mạnh vào mấy chữ ấy bằng một giọng nói châm biếm càng làm ta khó chịu thêm. Mấy tên khoác lác ấy ở lại khuya trong một quán rượu phố Peru và một đội tuần tra của lính cận vệ phải bắt giữ lại mấy tên phiến loạn ấy. Mẹ kiếp, các anh cần phải hiểu chứ, bắt giữ lính ngự lâm chính là các anh bị bắt mà không kháng cự. Ước giáo chủ đã nêu đích danh các anh, đó chính là tại ta thôi, tại ta đã tuyển mộ người của ta, Arami, tại sao anh lại xin khoác áo quân nhân trong khi áo thầy tu thích hợp với anh hơn còn anh tốt anh có một cái đai gươm đẹp như thế kia mà chỉ để treo thanh gươm gỗ thôi à và anh athos athos đâu sao không thấy thưa ngài Portos sợ buồn rầu đáp lại anh ấy bị ốm và ốm nặng nữa ốm ốm nặng các anh bảo thế phải không bệnh gì thưa ngài chúng tôi e rằng đó là bệnh đậu mùa chỉ sợ nó làm hỏng mất bộ mặt của anh ấy thôi. Bệnh đậu mùa, đây lại còn là cái câu chuyện vẻ vang mà các anh kể cho tôi nghe đây. Bệnh đậu mùa và cái tuổi của anh ta ư. Hay bị thương, bị giết, cũng chưa biết chừng. Ôi, giá mà ta có thể biết được. Hỡi các người lính ngự lâm, ta không muốn các anh la cà những nơi bẩn thỉu kiếm chuyện với nhau trong các phố xá, đọ gươm với nhau ở các ngã tư đường. Ta không muốn các anh làm trò cười cho các lính cận vệ của giáo chủ, là những người can đảm, bình tĩnh và khéo léo họ không bao giờ để cho bị bắt, Thà chắc chắn như vậy, họ thả chết tại chỗ chứ không bao giờ chịu lùi một bước, chạy trốn, cút lùi, tẩu thoát, chỉ có bọn lính ngựa lâm của đức vua là tài vậy thôi. Bọc Tos và Arami tức run lên, họ sẵn sàng bóp cổ chết ông Trevi nếu họ không nhận thấy từ đáy sâu của các câu nói ấy có một tình thương nồng thắm. Họ dậm chân lên tấm thảm, họ cắn môi đến chảy máu, họ dùng hết sức lực nắm chặt lấy chuôi gươm ở phòng ngoài khi người ta nghe thấy gọi đến các tên Atos, Portos và Arami và qua tiếng gọi đó mọi người đã đoán ra là ông Trevi đang bực tức. Mười cái đầu tò mò đã áp tai vào cánh cửa buồng, miệng truyền lại những câu nói bên trong cho các bạn hữu nghe. Ai nấy tức giận đến tái mặt. Chỉ một lát sau, suốt từ cánh cửa buồng ông Trevi ra đến cánh cửa ngoài phố, tất cả đều sụp sôi. Ôi, lính ngựa lâm của đức vua tự để cho lính cận vệ của đức giáo chủ bắt trói tiếp tục, cũng tức giận như quân lính của ông, nhưng ông dằn từng câu một như những mũi dao găm đâm thẳng vào ngực những người nghe. Ôi, sáu lính cận vệ của giáo chủ bắt giữ sáu lính ngự lâm của đức vua. Thôi, ta đã quyết định rồi, cứ thế này ta đi thẳng đến cung điện Bouvre. Ta đệ đơn xin từ chức đại úy ngự lâm để xin làm trung úy cận vệ, đi làm cha cố. Tới câu nói ấy, tiếng di dầm bên ngoài trở thành tiếng nổ, đâu đâu cũng nổi lên những tiếng chửi rủa những lời thoá mạ. Đặt tay nhăng lận vào, sau một tấm rèn, anh lại còn muốn chui cả xuống gầm bàn. Thưa đại úy, Bọc Tốt thất sắc nói. Là thế này ạ, à, sự thật là chúng tôi sáu trọi sáu, nhưng chúng tôi bị phục kích bất ngờ, và trước khi chúng tôi có đủ thời giờ để rút được gươm ra khỏi vỏ, thì hai người đã bị giết, nằm thẳng cẳng, và Tốt thì bị thương nặng, cũng không hơn gì hai cái thây ma kia vì ngài đại úy cũng biết rõ Atos đấy. Hai lần anh ta định trỗi dậy thì hai lần lại bị ngã xuống. Tuy thế, chúng tôi đâu có chịu đầu hàng. Người ta đã dùng lực để bắt ép chúng tôi đi, đến giữa phố chúng tôi chạy thoát. Còn về Atos, người ta tưởng anh ta đã chết, mang đi cũng chẳng có loại gì, nên để nằm yên tại trận địa. Câu chuyện là như thế. Thưa ngài đại úy, trong chiến đấu người ta không thể thắng được tất cả mọi trận. Pompey vĩ đại cũng thất trận Phác San. François đệ nhất cũng thua trận Vi và tôi xin báo cáo để ngài biết. Arami nói tiếp, tôi đã dùng gươm của địch thủ giết được nó vì gươm của tôi vừa lâm trận đã bị gãy làm đôi. Những điều đó tôi đều không được biết. Ông Trevi nói giọng đã dịu lại. Vậy thì Đức Giáo Chủ đã thổi phồng lên rồi. Thấy thủ trưởng đã bắt đầu dịu, Arami liền liều đề nghị. Thưa ngài, xin ngài đừng nói là Atos bị thương, anh ấy sẽ thất vọng nếu tin ấy đến tai Đức Vua. Anh ấy bị thương trầm trọng, mũi gươm sau khi xuyên qua vai đã vào đến ngực, chỉ ngại rằng vừa lúc đó một cánh cửa mở ra và một cái đầu rất đẹp rất quý phái cũng rất xanh xao ló vào. Atos, hai người lính ngựa lâm reo lên. Atos, ông Trevi cũng nhắc lại. Thưa ngài, Atos nói với ông Trevi, ngài cho gọi tôi, các bạn tôi đã cho biết vậy nên tôi vội vàng đến để nhận lệnh ngài, xin ngài cứ truyền. Nói xong, Atos trong quân phục chỉnh thể mạnh mẽ bước vào buồng. Ông Trevi xúc động đến tận tâm can trước lòng can đảm ấy, vội chạy lại đón Atros và nói Tôi đang bảo các anh này là tôi đã cấm lính ngựa lâm của tôi không được phí phạm tính mạng của mình khi không cần thiết. Vì những người can đảm được đức vua rất quý trọng và đức vua biết rằng lính ngựa lâm của người là những người dũng cảm nhất trên trái đất này. Hãy đưa tay đây Atos, không đợi để Atos đáp lời, ông Trevi đã vội nắm lấy bàn tay phải của Atos, lắc thật mạnh. Ông không nhận thấy là mặc dù cố gắng hết sức mình, anh cũng để lộ ra một cử chỉ đau đớn và càng tái hơn nữa. Cánh cửa buồng vẫn để ngỏ từ khi Atos bước vào, do đó, mặc dù muốn giữ bí mật, mọi người đều biết đến vết thương và đều phẫn nộ. Một tiếng ồn ào hệ hạ đón tiếp những câu nói cuối cùng của ông Trevi và do quá nhiệt tình đã có ba cái đầu ló vào cánh cửa. Có lẽ ông Trevi cũng muốn nói vài câu mạnh mẽ để chấn chỉnh sự vi phạm ấy, thì bỗng nhiên, ông thấy bàn tay Atos cứng đờ trong bàn tay ông. Ông nhìn lên anh, thấy anh sắp ngất. Cùng lúc đó, Atos không còn sức để cưỡng lại nữa, anh đành chịu ngã lan cành, nằm chết ngất dưới sàn. Ông Trevi vội kêu lên, Thầy thuốc! Thầy thuốc của tôi hay của Đức Vua, ai là người giỏi nhất ấy? Nhanh lên nếu không thì Atos can đảm của ta đến hy sinh mất. Thấy tiếng kêu của ông Trevi mọi người đổ xô vào trong buồng, rối rít xung quanh người bị thương. Chỉ một lát sau, một bác sĩ đã rẽ đám đông đến chỗ người thương binh vẫn còn nằm ngất lịm. Ông thấy ở đây ồn ào, bất lợi nên đề nghị cho khiêng Atos vào ngay phòng bên. Lập tức ông Trevi mở cửa phòng hướng dẫn cho Portos và Arami khiêng bạn đi. Đằng sau đám ấy là bác sĩ, và đằng sau bác sĩ cánh cửa đóng lại. Thế là cái buồng của ông Trevi xưa nay rất được tôn trọng bỗng trở nên một phòng đợi phụ. Mọi người xì xào bàn tán, thoá mạ, văng tục, nói đức giáo chủ và lính cận vệ chẳng ra sao. Một lát sau, Portos và Arami trở vào, chỉ còn có bác sĩ và ông Trevi ở lại với thương binh. Khi ông Trevi trở lại phòng mình thì thương binh đã tỉnh. Bác sĩ tuyên bố vết thương không có gì đáng ngại, nạn nhân bị ngất vì mất nhiều máu. Sau đó ông Trevi giơ tay ra hiệu, mọi người liền lặng lẽ rút lui, chỉ trừ có đa ta vẫn đứng nguyên tại chỗ vì nhớ rằng mình chưa được tiếp. Khi mọi người đã ra cả và cánh cửa đã đóng, ông Trevi Vi quay lại thấy trước mặt là một chàng thanh niên. Sự việc vừa xảy ra làm ông quên hết, ông bèn hỏi mục đích của anh. Đa ta nhăng xưng danh. Thế là ông Trevi một mạch nhớ lại những kỷ niệm xưa cũng như hiện tại và ông nắm lại được tình hình. Ông mỉm cười nói: Xin lỗi xin lỗi anh bạn đồng hương thân mến vì tôi quên mất anh. Anh bảo làm thế nào được, một viên đại úy chỉ là một người cha trong gia đình bình thường. Binh sĩ là những đứa con lớn, nhưng vì phải tuân lệnh đức vua, nhất là tuân lệnh đức giáo chủ. Đại tài nhăng không thể nén được một cái mỉm cười. Thế cái mỉm cười ấy ông Trevi biết ngay anh thanh niên này không phải là một chàng ngốc. Cho nên, ông thay đổi lại câu nói và đi thẳng vào vấn đề. Trước đây, tôi rất quý mến cha anh. Ngày nay, tôi giúp gì được cho người con trai của ông ấy nào anh nói nhanh lên tôi không có nhiều thì giờ đâu thưa ngài khi từ giã quê hương đi đến đây tôi mong muốn sẽ được đề nghị với ngài nếu ngài chưa quên tình xưa nghĩa cũ với cha tôi được mặc bộ binh phục ngự lâm quân nhưng sau tất cả những gì mà tôi đã thấy trong hai giờ vừa qua tôi hiểu rằng điều ấy là một đặc ân to lớn quá tôi e không xứng đáng phải đúng là một đặc ân đấy anh bạn trẻ ạ à nhưng cũng không đến nỗi ghê gớm lắm, quá sức tưởng tượng đâu. Tuy nhiên, một quyết định của nhà vua đã thấy trước trường hợp đó và tôi lấy làm tiếc mà phải tuyên bố với anh một người chưa qua một chiến dịch nào, chưa có một thành tích nào vang dội hoặc chưa tại ngũ hai năm trong một đạo quân nào khác. Đạt tài Nhang cúi đầu không đáp câu nào. Anh lại càng ham muốn được khoác áo ngự lâm quân sau khi phải qua biết bao khó khăn lớn như vậy. Cả mắt sắc sảo của ông Trevi nhìn chằm chặp như muốn hiểu tận đáy lòng anh thanh niên. Ông nói tiếp. Nhưng vì tình nghĩa với cha anh, một người bạn chiến đấu cũ của tôi, tôi muốn giúp anh à, một việc gì. Tôi biết rằng dân địa phương chúng ta đều nghèo cả. Tôi chắc là từ khi tôi ra đi đến nay tình hình đó vẫn chưa thay đổi. Nếu có thêm vào số tiền của anh mạng theo cũng không là thừa. Đã nhăng đứng thẳng lên với một thái độ kiêu kỳ để tỏ ra rằng anh không phải là hạng người đi ăn xin của bố thí. Tốt thôi, tốt thôi anh bạn trẻ à, tôi hiểu cái thái độ đó. Tôi đã đến Paris với 4 đồng EQ trong túi và tôi sẵn sàng đọ kiếm với kẻ nào dám bảo tôi rằng tôi không có đủ tiền để tậu cả cái cung điện Louvre. Đã thay nhăng tính nhầm, sau khi bán con ngựa, anh còn có nhiều hơn ông Trevi 4 đồng EQ để lập sự nghiệp của mình. Ông Trevi nói tiếp, tôi nghĩ rằng anh cần phải giữ số tiền đó lại dù nó lớn là bao nhiêu đi nữa nhưng anh cũng cần phải thành thạo những công việc của một người thượng lưu tôi sẽ viết một bức thư cho ông giám đốc viện hàn lâm hoàng gia để ông nhận anh vào làm việc anh đừng nên từ chối cái việc nhẹ nhàng ấy nhiều nhà quý tộc giàu có và danh tiếng muốn xin vào mà không được đấy anh sẽ học tập cưỡi ngựa đấu gươm và khiêu vũ anh sẽ làm quen được với nhiều người danh giá và thỉnh thoảng anh lại đến thăm tôi để cho tôi biết tình hình của anh và còn cần gì ở tôi Bà ta -nhang, mặc dù còn ấu trĩ trong phương thức ngoại giao của triều đình cũng nhận thấy sự đón tiếp này là nhạt nhẽo anh nói thưa ngài thật là đen đủi cho tôi để mất bức thư giới thiệu của cha tôi với ngài đúng đấy tôi cũng lấy làm lạ rằng một hành trình xa xôi như vậy mà không có lấy một chữ làm tin thưa ngài có đấy chứ nhưng người ta đã lấy trộm mất của tôi một cách hèn hạ và anh thuật lại câu chuyện xảy ra ở Mừng, tả tỉ mỉ chân dung tên quý tộc, tất cả với một sự nồng nhiệt làm ông Trevi lấy làm thích thú. Ông vừa trầm ngâm vừa nói: thế thì lạ thật. Vậy là anh có nêu to tên tôi lên à? Thưa vâng ạ. Có lẽ tôi đã phạm phải một điều sơ suất, nhưng tôi biết làm thế nào hơn. Thân cô thế cô thì cũng phải biết dùng đến cái đại danh của ngài để mà làm bùa hộ mệnh trong khi đi đường chứ. Lời nói tán tụng ấy rất là đúng chỗ. Ông Trevi hay một ông vua hay một đức giáo chủ đều ưa phỉnh cả. Ông không nén được một nụ cười hài lòng ra mặt. Khi nụ cười đó tắt, sự kiện thành mân trở lại. Anh cho tôi biết người quý tộc đó có một cái sẹo nhẹ ở thái dương. Vâng, như vết sượt của một viên đạn ạ. À. Ông ta giá người đẹp có phải không? Vâng, cao lớn. Vâng, nước da tái nhưng dâu tóc màu hung. Vâng vâng đúng như thế. Làm sao mà ngài biết đến con người ấy? Ôi, nếu như tôi tìm được hắn và tôi sẽ tìm được thôi. Xin thề với ngài như vậy, dù có phải xuống đến địa ngục. Ông ta chờ một người phụ nữ. Trevi tiếp tục hỏi. Trước khi đi, hắn đã nói chuyện với phụ, chị phụ nữ mà hắn chờ. Anh có biết nội dung câu chuyện không? Hắn giao cho chị ta một cái hộp và nói rằng bên trong có chị Thị và dặn chỉ được mở ra khi tới London. Cô ta là người nước Anh à? hắn gọi chị ta là Milady. đúng hắn rồi ông Trevi vị lẩm bẩm thế mà ta cứ tưởng hắn vẫn còn ở bruxelles ôi nếu ngài biết được con người đó ta nhăng, reo lên xin ngài cho tôi biết hắn ở đâu đối với tôi như vậy là đủ lắm rồi trên cả lời hứa của ngài cho tôi gia nhập lính ngự lâm vì tôi muốn báo thù ngài anh hãy liệu hồn đấy anh thanh niên ạ à. nếu anh trông thấy anh ta trái lại anh phải lẩn trốn danh đừng có mà chạm vào hòn đá tảng ấy nó sẽ bóp vụn anh ra như cám cái đó không ngăn cản được tôi nếu tôi gặp hắn nếu tôi có lời khuyên anh đó sẽ là đừng có tìm đến hắn bỗng nhiên ông trevi ngừng lại một nét hoài nghi thoáng qua mối căm thù biểu hiện lớn tiếng của anh thanh niên đối với người ấy chỉ vì một bức thư thì thật là khó tin quá trong mối căm thù ấy có ẩn núp một sự xảo quyệt nào chăng người thanh niên này phải chăng là do giáo chủ phái đến anh ta đến để đặt bẫy ông chăng cái tên gọi là đa ta nhăng này phải chăng là đặc phái viên của giáo chủ lén vào nhà ông do thám ông để rồi hại ông sau này như đã à có hàng nghìn lần xảy ra ông lại càng chăm chú nhìn đa ta nhăng hơn ban đầu ta biết đúng hắn là người xứ gác công nhưng gác công cũng có thể là người của giáo chủ chứ sao ông nghĩ thầm như vậy rồi tìm cách thử anh thanh niên ông chậm rãi hỏi anh bạn trẻ tôi tin việc đánh mất thư là có thật và đối với con trai một ông bạn thân cũ của tôi tôi muốn thay đổi lại sự đón tiếp lạnh nhạt của tôi ban đầu mà anh đã nhận thấy bằng cách phát hiện cho anh biết đường lối chính trị bí mật của chúng ta hoàng thượng và đức giáo chủ là hai người bạn chí thân những biểu hiện bên ngoài chỉ là trò lừa bịp những kẻ ngu ngốc tôi không tin rằng một người đồng hương của tôi đẹp trai kỵ mã giỏi đầy hứa hẹn lại bị mắc lừa bởi những cái bề ngoài giả tạo anh nên nhớ rằng tôi rất trung thành với hai bậc thầy đầy thế lực ấy tất cả tâm lực của tôi chỉ hướng vào phục vụ đức vua và đức giáo chủ một trong những thiên tài trói lọi của nước pháp bây giờ thì anh bạn trẻ hãy cứ như thế mà tiến hành còn như nếu vì lý do gia đình vì lý do quan hệ hoặc bởi những lời dạy bảo đi chăng nữa mà mối ác cảm với đức giáo chủ thì chúng ta hãy từ biệt nhau thôi tôi mong rằng sự thành phần của tôi sẽ làm cho chúng ta trở nên bạn thân của nhau vì anh là người đầu tiên mà tôi tâm sự như vậy. Nói xong ông Trevi nghĩ thầm, nếu giáo chủ phái đến cho ta con cáo non này thì chắc cũng đã dạy cho nó biện pháp tốt nhất để được lòng ta là nói xấu giáo chủ. Hắn sắp sửa nói lên những sự ghê tởm của hắn đối với giáo chủ cho mà xem. Trái với sự chờ đợi của ông Trevi, đã tàn nhăn trả lời một cách rất đơn giản. Thưa ngài, tôi đến Paris với những ý định tương tự như vậy Cha tôi dặn tôi chỉ được thờ phụng của Đức Vua, Đức Giáo Chủ và Ngài, mà cha tôi cho rằng là ba người đứng đầu nước Pháp. Vậy là Đạt ta Nhăng đã thêm tên ông Trevi vào sau hai tên trước. Anh nghĩ rằng cũng chẳng hại gì. Anh nói tiếp. Vậy là tôi có một lòng sùng bái lớn đối với Đức Giáo Chủ và một sự tôn kính đối với những hành động của Ngài. Ngài tâm sự với tôi thẳng thắn như vậy càng hay cho Ngài. Nếu như Ngài có một mối ác cảm nào đó thì thật là nguy hại cho tôi đã nói lên sự thật, nhưng chẳng hề gì, ngài chỉ làm cho tôi tăng thêm lòng tín nhiệm. Ông Trevi ngạc nhiên hết sức, thâm thúy biết bao, thành thật biết bao những lời nói đó, làm cho ông phải thán phục, nhưng ông cũng chưa biết hết, chế biến hết hẳn nghi ngờ. Anh thiên niên này càng cao siêu hơn những thanh niên khác bao nhiêu, lại càng nguy hiểm bấy nhiêu. Tuy nhiên, ông cũng bắt tay anh và nói với anh. Anh là một thanh niên trung thực, nhưng trong giai đoạn này tôi chưa thể giúp được gì hơn ngoài cái tôi đã nói với anh. Lâu đài của tôi luôn luôn rộng cửa đối với anh. Sau này anh có thể yêu cầu tôi bất cứ và giờ nào và như vậy là nắm được mọi trường hợp. Chắc chắn anh sẽ đạt được nguyện vọng. Thưa ngài, đã ta nhang nói như thế có nghĩa là ngài chờ đến lúc tôi xứng đáng. Vâng, xin ngài yên trí, ngài sẽ không phải chờ lâu đâu. Nói xong anh chào xin rút lui như thể từ nay trở đi là do anh định đoạt hết ông Trevi vi ngăn anh lại và nói nhưng anh hãy đợi một lát đã tôi đã hứa với anh một bức thư cho ngài giám đốc viện hàn lâm anh tự hào quá mà không nhận chăng thưa không ạ à, xin hứa với ông là lần này sẽ không như lần trước bức thư này sẽ đến tận nơi kẻ nào giáp tâm chiếm đoạt nó thì cứ liệu hồn ông Trevi vi mỉm cười trước lời nói huênh hoang đó và để người đồng hương trẻ tuổi đứng ở trước khung cửa sổ để ông đi viết thư giới thiệu. Trong lúc đó, Đa Tài Nhăng không biết làm gì hơn nữa, anh gõ ngón tay vào cửa kính, theo dõi qua đó những người lính ngự lâm lần lượt ra đi, tận đến khi họ mất hút ở cuối phố. Ông Tân Vi sau khi viết xong, đánh dấu, đóng dấu vào bức thư, rồi lại gần anh thanh niên để trao. Nhưng ngay lúc Đa Tài Nhăng giơ tay ra đón lấy, ông Trevi rất đỗi ngạc nhiên thấy anh thanh niên giật mình đánh thoát một cái, đỏ mặt lên giận dữ, vừa lao ra khỏi buồng vừa kêu: Mẹ kiếp! Lần này thì mày đừng có hỏng thoát khỏi tay tao. Nói ai thế? Ông Trevi hỏi. Hắn, tên kẻ trộm của tôi. À, thằng đẹo. Nói xong anh biến mất. Ông Trevi lẩm bẩm: Thằng điên. Dù sao ta mong rằng đây không phải là một cách chuồn khéo sau khi biết thất bại không lừa nổi ta.